khởi đầu một ngày mới với VTV7. Đánh thức các bé với những khung chương trình vui nhộn. Và cả gia đình sẽ bắt đầu ngày mới với bữa sáng thơm ngon. Không còn bối rối với câu hỏi thường nhật, hôm nay mặc gì? Bố mẹ và các bé sẽ tự tin hơn với những bí kíp hữu ích của đẹp hơn mỗi ngày. Và còn rất nhiều chương trình thú vị khác. Thức dậy cùng VTV7, khung giờ dành cho cả gia đình. Một trường học mới, vui vẻ, tràn đầy âm nhạc và tiếng cười, luôn truyền cảm hứng với đầy đủ các cấp học. Vui nhộn, hồn nhiên, siêu ngộ nghĩnh và đáng yêu với lớp học cầu vồng dành cho các bé ở lứa tuổi mầm non. Các em học sinh tiểu học, hãy cùng anh bong bóng thỏa sức tìm hiểu địa lý từ khinh khí cầu với rất nhiều điều hấp dẫn, thú vị. Đây là Minh Kiên, không phải một thầy giáo nhưng rất yêu lịch sử. Học lịch sử bằng âm nhạc để thấy học lịch sử thật cuốn hút và dễ dàng. Khám phá những điều mới lạ của khoa học với những kinh nghiệm khổng lồ và ô cửa khoa học. Cùng nhiều nội dung hấp dẫn khác dành cho học sinh trung học. 3 khung giờ hàng ngày chỉ có trên trường học VTV7. Các bé muốn tiếp cận với tiếng Anh hàng ngày, bạn cần vốn tiếng Anh thông dụng cho giao tiếp. Did you get that? Stay watching so you can find out the answer later in the program. Hay những bí quyết cần thiết chuẩn bị những kỳ thi quan trọng để sẵn sàng đi du học. Hay đơn giản là vừa hát vừa học những chủ đề tiếng Anh quan trọng. 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày, Words on the Street, Sing to Learn, 8 IELTS và nhiều chương trình hấp dẫn khác vào các khung giờ quen thuộc. VTV7 English, học tiếng Anh thật dễ mỗi ngày, duy nhất trên VTV7. Đến với khung giải trí của VTV7, các bé sẽ được gặp những nhân vật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Với những câu chuyện thú vị, những chuyến phiêu lưu đầy màu sắc. Mấy quả trứng đang gặp nguy hiểm mà các cậu cũng ngủ được à? Mau tỉnh dậy đi! Những bộ phim hoạt hình trong khung giải trí của VTV7 sẽ mang đến những phút giây thư giãn, thoải mái cho các bé. Các bé cũng sẽ học mà chơi, chơi mà học với những kiến thức bổ ích được lồng ghép khéo léo trong các bộ phim. Galileo, ông làm gì ở đây vậy? Hãy lại đây nói cho chúng tôi biết vũ trụ vĩ đại tuyệt vời đến khó tin này. Và hãy cùng khám phá những bí mật sân trường, những phiêu lưu của tôi học trò qua những bộ phim truyện hấp dẫn. Khung giải trí phát sóng hàng ngày trên VTV7.